Xin chào quý vị và các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm của Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Ở video ngày 5 tháng 11, Hùng Huyền Đông Anh xin gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh cặp loa rất đẹp, rất chất lượng. Đó là cặp loa Pioneer có model là S180A. Nói chính xác thì cặp loa Pioneer S180A là một trong những cặp loa làm nên tên tuổi của hãng Pioneer. Cặp loa này giúp những người yêu nhạc đến gần hơn với hãng Pioneer. S180A có công suất từ 60 đến 120W, trở kháng 6,3 ohm. Và tôi xin giới thiệu qua kích thước của cặp loa để quý vị và các bạn có thể sắp xếp chỗ kê đặt ở trong căn phòng của nhà mình. S180A có kích thước chiều rộng là 38, chiều sâu 36 và chiều cao là 63cm. Loa được thiết kế 3 đường tiếng như quý vị và các bạn đã nhìn thấy đây. Một bát 30 màng giấy, một loa trung và một loa thép. Và loa có tinh chỉnh ở ngay phía trước, rất thuận tiện để quý vị và các bạn có thể điều chỉnh âm lượng cũng như tần số của trung và thép. Cặp loa này ngoài hình thức đẹp, gọn gàng, đẹp, dễ kê đặt thì nó còn cho chất âm rất hay, tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực. Rất ít có cặp loa mà cho tiếng bass sâu mềm đến vâng, bass xuống rất sâu, rất mềm như cặp loa S180A này. Và đặc biệt hơn là cặp loa này rất dễ để quý vị và các bạn phối ghép để tạo nên một bộ âm thanh đẹp và hay. Quý vị và các bạn có thể sử dụng những chiếc âm ly rất bình dân như âm ly Pioneer S180 2 nam mã hoặc những âm ly Marzahn, Sansui thì đều cho chất âm rất hay và mức giá thì cũng rất bình dân. Hiện nay cặp loa Pioneer S180A đẹp xuất sắc. Vâng, đẹp xuất sắc ạ. Vuông thành sắc cạnh và màu thì rất là tươi mới. Cặp loa này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 27.500.000 đồng. Nếu quý vị quan tâm và đang tìm kiếm một cặp loa Pioneer S180A đẹp thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477, 0984 285 477. Ngoài cặp loa Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu thì tại đây còn có rất nhiều, vâng, rất rất nhiều những sản phẩm khác. Và những sản phẩm này đều rất đẹp, xinh và rất đẹp. Xin mời quý vị bớt thời gian đến với Trung tâm Hùng Huyền Đông Anh để thỏa mãn nhu cầu mua sắm những thiết bị âm thanh zin xịn và đẹp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.